ngày hôm nay. Để đáp lại cái tình cảm đặc biệt đó của giáo sư thì kính thưa giáo sư, thì hôm nay các bạn trẻ của chúng ta cũng rất là háo hức chờ đón giáo sư. Dạ, thì xin giáo sư cũng có một vài lời chào với các bạn. Thưa quý thầy, chào các bạn. Hôm nay khoảng 11 giờ tôi cùng với các thân hữu tự đến thăm chùa để chiều nay nói chuyện với các bạn. Thì từ lúc đến cho đến bây giờ thì không vì một lý do gì đó, tâm thần tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn và vui vẻ. Có lẽ đó đến là do cái không khí thanh tịnh của nhà chùa cùng với bao nhiêu sự hồn nhiên của 3.000 em học sinh, sinh viên đến tham dự khóa tu mùa hè. Xin gửi đến các em lời chào thân mến. A Di Đà Phật. Kính thưa giáo sư, thì cho phép chúng tôi được hỏi là đây có phải là lần đầu tiên mà giáo sư đến một ngôi chùa để chia sẻ với các bạn hay không ạ? Dạ thưa vâng, đôi khi tôi cũng đi cùng với cả gia đình hoặc một mình đến nhà chùa, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà chùa để chia sẻ nói chuyện với cả các bạn trẻ đi đến khóa tu. Như giáo sư đã nói thì hôm nay khi mà đến đây với các bạn thì với những khuôn mặt rất là hồn nhiên, rất là trẻ trung thì đã tạo cho giáo sư một cảm xúc rất là đặc biệt. Và kính thưa giáo sư thì so với những lần mà giáo sư về nước và chia sẻ kinh nghiệm học tập tại các trường đại học cũng như là các cái tổ chức đã mời giáo sư chia sẻ thì giáo sư có một cái cảm nhận nó khác biệt hẳn là như thế nào? Dạ. Khi mà tôi nhận được cái thư của thầy về nội dung cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, tôi có suy nghĩ về cái việc đó, thì cái lúc đó tôi không suy nghĩ không khác gì lắm so với những cái buổi tọa đàm khác, vì những cái nội dung, những câu hỏi mà cũng không khác nhiều lắm. Nhưng mà khi đến chùa Hoàng Pháp thì tâm tư của tôi có lẽ hơi thay đổi khác, và có lẽ cũng hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện khác với những lần trước khác. Kính thưa các bạn, có lẽ là từ những ngày trước cho đến bây giờ thì các bạn chúng ta đã rất là háo hức mong chờ giáo sư chia sẻ những cái kinh nghiệm học tập của mình. Và chúng tôi có thể cũng không cần kể lại những cái việc mà giáo sư đã học tập cũng như là thành tích giáo sư đạt được. Thì kính thưa giáo sư, thì chương trình tọa đàm sẽ gồm có hai phần chính. Đó là phần đầu tiên thì giáo sư sẽ chia sẻ về cái kinh nghiệm học tập của mình, và phần thứ hai là sẽ là cái phần giao lưu với giáo sư. Kính thưa giáo sư, thì việc học tập thì bao giờ cũng là một cái việc rất là quan trọng trong cuộc đời của một con người. Tuy nhiên, dường như xã hội càng phát triển thì việc học diễn ra tràn lan và mọi người cũng cảm thấy rất là hoang mang, không biết cái việc học của mình sẽ như thế nào. Vậy thì cái việc học theo giáo sư phải nên hiểu như thế nào cho đúng? Khi mà tôi còn bé thì tôi cứ đi học, không suy nghĩ lắm về cái việc học là gì, học như thế nào cho đúng. Mãi đến gần đây khi mà tôi đã trở thành một người thầy, một người bố, thì tôi mới bắt đầu phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này. Theo một nghĩa nào đó tôi cũng có kinh nghiệm nhiều hơn người khác. Chắc là cái thời gian mà tôi bỏ ra để học tập lúc sinh ra đến bây giờ, chủ yếu tôi vẫn dành cho việc học tập. Thứ nhất là phải biết được cái suy nghĩ về cái câu hỏi học là gì. Nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng tôi xin đưa ra một câu hỏi trả lời rất là ngắn gọn. Đối với tôi thì học là cái con đường để cho mỗi người đi đến cái tốt, cái đẹp và cái thiện. Mỗi con người khi sinh ra đã có sẵn trong mình xu hướng hướng lên cái thiện, cái hướng thượng, hướng về cái chân thiện mỹ. Có lẽ cái đó là cái món quà lớn nhất mà tạo hóa ban cho con người, và đó chính là cái động cơ chính để cho người ta học tập. Tất nhiên là xã hội thay đổi, nội dung học tập thay đổi, mỗi một thời gian người ta phải học những cái thứ khác nhau và có những cái mục tiêu ngắn hạn, dài hạn khác nhau. Ở địa vị người đi học, người dạy học và cả những người làm cha mẹ học sinh ý, tôi nghĩ rằng là không nên quên cái chuyện đó. Học
vẫn cơ bản, vẫn là cái con đường để đi đến cái chân thiện mỹ. Ở đây chúng ta có thể nói theo như lời giáo sư thì mình có thể đưa ra một cái hình ảnh như vậy. Như một người đang chèo chiếc thuyền trên biển cả, trên đại dương mênh mông. Thì cái câu trả lời đầu tiên của cái việc học là gì? Thì nó như là một cái đích đến mà người ta cần phải biết. Và nếu như một cái người mà chèo một con thuyền trên đại dương mênh mông như vậy, không xác định được cái hướng mình đến, thì theo giáo sư công sức của người đó bỏ ra thì sẽ như thế nào? Thưa thầy, thì câu hỏi của thầy rất là phù hợp với cái xã hội hiện đại. Cái xã hội của truyền thống, con người đã ít khi phải đặt cái câu hỏi về cái sự lựa chọn, ít khi cảm giác cái bị lạc lối giữa một cái đại dương mênh mông. Kẻ sĩ thì dùi bài đèn sách, học chữ thánh hiền để đi thi, người nào đậu thì làm quan, thì có thể về làm thầy đồ, dạy trẻ con ở làng. Còn những người làm nông thì họ học về mùa màng, về thời tiết, đi đánh cá thì học cũng học về thời tiết, học về cách bắt cá hay là cách giữ cho cá tươi chẳng hạn như vậy. Con người ta như là cái lựa chọn đã được mặc định từ trước khi người ta sinh ra. Trong khi đó thì cái trong xã hội hiện đại cuộc sống nó phức tạp hơn nhiều, cái sự lựa chọn cũng phong phú hơn nhiều. Khi đó là một cái cơ hội, đó là cũng là một sự khó khăn cho con người. Khó khăn lớn nhất con người luôn là cái sự lựa chọn. Bao nhiêu lựa chọn của cuộc sống thì đâu là cái lựa chọn của mình, cái gì là cái tiềm năng của mình. Ngày xưa người ta không đặt ra câu hỏi đó. Người nông dân cứ chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm thì sẽ làm được người nông dân tốt. Còn trong xã hội hiện đại thì cái khát vọng con người lớn hơn nhiều. Đó cũng là cái tốt, nhưng mà cái đó cũng sẽ là một cái trăn trở, đôi khi làm cho người ta bất hạnh. Thì theo như chúng tôi được biết, theo cái quan điểm về việc học tập của người xưa, thì người ta thường nói rằng cái việc học tập nếu nó không có được thành công thì cũng sẽ trở nên thành nhân. Cho nên với cái lời chia sẻ vừa rồi của giáo sư cũng một lần nữa khẳng định rằng cái việc học của người xưa có một cái điểm khác biệt rất là lớn với bây giờ. Và cái xu hướng học tập thời đại với quá nhiều cái sự lựa chọn như giáo sư đã chia sẻ, thì theo giáo sư, một cái người khi đi học thì trước hết chúng ta phải nên xác định học cái gì? Theo tôi nghĩ thì cái sai lầm lớn nhất sẽ là cái cách mà suy nghĩ. Chúng ta đang sống trong cuộc sống của ngày hôm nay, nhưng để suy nghĩ, cách suy nghĩ của người ngày xưa, thì trong cái suy nghĩ và cách suy nghĩ đó chắc chắn sẽ đưa đến bất hạnh lớn nhất. Khi mà chúng ta sống với xã hội hiện đại, sống với ngày hôm nay, thì chấp nhận với cuộc sống ngày hôm nay, như tất cả các bạn đều biết đó, thì cuộc sống hôm nay mở ra vô vàn những lựa chọn khác nhau. Thì khi chúng ta đã bắt đầu đi học, có lẽ không nên mặc định trước là mình biết học cái gì. Nhất là khi ở mức độ phổ thông ấy, thì phải học được nhiều càng tốt, tiếp xúc với nhiều cái lựa chọn càng nhiều càng tốt, để mà mỗi người có thể có cái cơ hội để khám phá ra đâu là niềm say mê của mình, đâu là tiềm năng của mình. Cái quan trọng nhất vẫn là làm cho những cái tiềm năng, những cái hạt giống tốt mà các bạn có sẵn trong trong tâm hồn của mình gặp được ánh sáng, gặp được nước để nó nảy mầm, để nó mọc lên và tươi tốt. Kính thưa giáo sư, khi chúng tôi còn nhỏ thì cha mẹ cũng từng hay nói rằng là con là phải như thế này, như thế nọ. Con là phải giống như cha mẹ như thế này này, giống như thế nọ. Giống như giáo sư nói rằng, dường như cái sai lầm lớn nhất của con người thời đại ngày nay đó là mình hay sống về một cái gì đó thuộc về quá khứ mà không có sống làm sao đó cho nó phù hợp với cái xu hướng của thời. Và dường như các bậc phụ huynh nhiều lúc cũng áp đặt cái tư tưởng đó cho con cái của mình, làm cho các em không có được một cái sự tự do lựa chọn là mình phải học cái gì đó và học như thế nào để mà thực hiện được cái ước mơ, cái hoài bão cũng như là theo đuổi cái đam mê của mình đến cùng. Tuy nhiên, cái việc xác định đam mê nhiều lúc nó lại là một cái gì đó nó cũng khá mơ hồ, vì con người ta, cái suy nghĩ của mình nó thường thay đổi. Có khi thì chúng ta, những bạn trẻ có khi thích là hôm nay sẽ thích là một bác sĩ, nhưng ngày mai lại khác, thấy một cô ca sĩ hát hay là thích là một cô ca sĩ hơn. Vậy thì theo giáo sư là làm thế nào để chúng ta khẳng định được mình đam mê cái nào
và cái yếu tố nào để chúng ta đi đến cái đam mê đó cuối cùng? Dạ. Tôi nghĩ tôi chưa nói chữ đam mê. Cái tôi nói đến là để cho những cái hạt giống, những cái mầm, hạt mầm ở trong có trong mỗi người có cái cơ hội nảy mầm. Còn những cái lựa chọn của mỗi người phải thực hiện, không nhất thiết phải dựa những cơ sở của sự đam mê. Ngoài sự đam mê còn có cả thực tế cuộc sống nữa. Thực hiện cái sự đam mê của mình, cái hoài bão của mình, có lẽ là cái mong ước của tất cả mọi người. Nhưng mà ngoài ra thì còn có một chuyện cũng vô cùng quan trọng, đó là mỗi người vẫn phải sống một cách trung thực, sống bằng chính bản thân mình, lao động của mình, chứ không phải sống dựa dẫm vào người khác. Thì vì vậy nên là bên cạnh cái sự đam mê vẫn còn phải việc học, cũng là học để mưu sinh, học để lo cuộc sống của chính bản thân mình và những người thân của mình. Qua đây thì chúng ta một lần nữa cũng có thể nói là với kinh nghiệm của người xưa thì người ta cũng nói một câu rất là hay, đó là thất thời vi tuấn kiệt. Có nghĩa là cái kẻ thất thời, cái người biết cái xu hướng thời đại thì người đó mới làm nên những cái thành công vĩ đại. Và theo như giáo sư thì nếu như một cái người nào đó mà không có nắm bắt được cái cơ hội khi nó đến thì thực sự khó đạt đến cái sự thành công. Và giáo sư cũng có đề cập đến cái vấn đề trung thực trong vấn đề học tập. Như vậy thì giáo sư có thể nói rõ hơn là cái trung thực này, nếu mà chúng ta tính ra phần trăm một bài toán nhỏ thì theo giáo sư thì nó sẽ đóng bao nhiêu phần trăm trong cái việc quyết định thành công của việc học? Tôi nghĩ trong cái việc về cái thành công của mỗi người thì cái sự trung thực là đóng vai trò 100%. Tức là cái sự trung thực với người khác, và nhất là trung thực với bản thân mình. Không bao giờ được lừa dối, phỉnh phờ chính mình. Cái đó chính là cái yếu tố lớn nhất để chúng ta trưởng thành và thành công. Cái trung thực với cả bản thân mình ấy, tôi nghĩ rất là quan trọng trong cái chuyện khi mà chúng ta làm một cái gì đó sai, phát hiện ra hậu quả của nó. Khi mà mình nhận ra mình làm sai, mình cảm thấy cũng là đau, đúng không? Thì cái cách để cho mình xoa dịu nỗi đau của mình dễ nhất, bao biện, đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho người khác, mà không chịu nhận rằng cái sai đó là do là mình ngu dốt, cái sai đó là do mình ích kỷ. Thì cái sự trung thực với chính mình chính là cái sự mà biết khi mà mình làm sai, nhận được đâu là phần sai của mình. Chỉ có thế thì mình mới lần sau mới không sai nữa. Và chỉ có thế mình mới có cái động cơ để học tập. Thì nếu mình nhận ra mình ngu dốt thì mình mới biết đường mà học tập. Thông qua những điều vừa rồi giáo sư chia sẻ thì ở đây chúng tôi cũng muốn hỏi giáo sư một điều là khi người ta làm một điều gì đó thì chắc chắn phải nói như trong thuật ngữ toán học, phải có một cái hệ quy chiếu. Vậy thì cái điều trung thực giáo sư đã học được từ ai? Và theo giáo sư thì việc mà trung thực đó thì chúng ta cần phải dựa vào chuẩn mực nào để cho nó đúng và không có đi lệch lạc theo cái suy nghĩ mà giáo sư nói nhiều lúc chúng ta lại bao biện cho bản thân của mình? Tôi nghĩ rằng là những cái chân lý đơn giản nhất mỗi người học được thường là học từ chính bố cha mẹ mình thôi. Khi mà tôi còn bé, còn rất là bé, bé hơn các bạn ở đây bây giờ ấy, thì mẹ tôi nói gì tôi cũng nghe. Có một lần thì mẹ tôi nói dối, thì mẹ tôi còn nói với tôi rằng là Châu nói dối nó bị thối mồm đấy. Thế là suốt từ ngày hôm nào tôi cũng đề nghị mẹ tôi ngửi mồm xem có thối không. Nhưng mà từ hồi bé tôi đã biết, nhờ mẹ tôi dạy nói dối là cái việc xấu nhất trong những việc xấu. Chúng tôi muốn chia sẻ cho các bạn rằng là ông bà mình thông qua quá trình tích lũy thì đưa ra những cái câu nói rất là hay. Và đặc biệt là không biết các bạn trẻ ở đây chúng ta đã từng đọc cái cuốn sách Những Chuyện Bình Thường của Thượng Tòa trụ trì của chúng ta đây, thì cũng có câu chuyện đó là quỷ thần hai vai chứng giám. Tức là khi chúng ta làm một cái điều gì đó luôn có những cái người trên luôn nhìn xuống mình, và nhờ như vậy thì chúng ta mới luôn trung thực với chính mình và không làm sai. Dạ, thì trở lại với cái vấn đề học tập của chúng ta thì kính thưa giáo sư, như vậy thì khi mà chúng ta mọi người đã xác định được rằng là cho mình cái ý nghĩa thế nào gọi là học tập và nên chọn học cái gì, thì cái vấn đề quan trọng nhất, nó đóng vai trò quan trọng nhất cho việc thành công của việc học tập, đó là học như thế nào. Vậy thì với kinh nghiệm của giáo sư thì giáo sư có thể chia sẻ cho các bạn đây
một vài cái bí quyết gì đó hay là một cái kinh nghiệm gì đó của giáo sư không ạ? Dạ. Tôi vừa mới có cái hạnh phúc được trò chuyện với thầy chủ trì trước khi gặp các bạn ở đây. Thì thầy có dạy cái câu mà tôi thấy rất là tâm đắc. Trong đó cái việc mà cái tư thế học tập của mỗi người ấy, cái đó thì thầy Phật đã dạy. Thứ nhất là phải giữ giới, thứ hai là phải định tâm thì mới có được cái tuệ. Đó là cái thái độ mà mỗi người muốn để thành công trong học tập phải thực hiện. Cái chuyện giữ giới thì tôi nghĩ không cần phải bàn rồi. Khi mà mình chiều chuộng quá cái thân mình, khi cái tâm mình không quản lý được cái thân của mình thì cái tâm của mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cái việc cái chữ định tâm ấy nó vô cùng quan trọng để mà học được hay mà hiểu được cái gì ấy, thì cái tâm mình phải đặt trong cái tư thế lắng nghe. Mình phải biết có những người ấy, thì chưa nghe người khác nói đã muốn cãi lại rồi, có phải không các bạn? Thì những người đó không học được. Mình chưa lắng cái tâm hồn mình xuống, lắng cái tâm mình xuống để hiểu người ta muốn nói gì mà mình đã muốn cãi lại rồi. Tức là để mình để cho cái tiếng nói, cái vọng trong tâm tưởng của mình nó sôi sục. Mình không biết lắng nghe người khác, không biết đọc, không biết thông hiểu, lúc nào cũng để cho cái vọng nó lôi cuốn mình thì mình không học được. Học cái định tâm là cái vô cùng quan trọng cho việc học tập. Thì đó là cái thái độ của mỗi người trong việc học tập. Thì ngoài ra tôi nghĩ rằng là trong cái việc học tập, cái việc tổ chức học tập cũng rất là quan trọng. Tôi tin rằng là cá nhân con người thì là yếu đuối. Mỗi người có cái thân của mình. Lúc nào mà đói thì không đi được. Lúc nào mà nhức đầu thì không nghĩ được. Đúng không các bạn? Mỗi người cũng chỉ làm việc được trong một thời gian nhất định thôi. Và học lâu thì ai cũng chán cả. Không phải chỉ có các bạn học một ngày, hai ngày chán, mà tôi học nhiều lúc tôi cũng thấy chán. Thế cái việc mà học có bạn, có bè, nó quan trọng ở chỗ đó. Khi mà mình chán học, khi mình muốn buông xuôi, mình không muốn học nữa, thì nhiều khi mình muốn tiếp tục, mình không muốn buông xuôi, bởi vì mình đã chót học cùng với bạn rồi, mình không muốn làm bạn mình thất vọng. Thì trong cái thời điểm rất là quan trọng thì có người học đi cùng với mình. Mình muốn buông xuôi nhưng mình cũng không thể buông được, vì mình đã chót đi cùng với một người rồi. Mình mà bỏ cái cuộc chơi, tức là mình không trung thành, mình phản bội bạn mình, thì đó là cái động cơ rất lớn để mỗi lần chúng ta muốn buông xuôi, chúng ta sẽ không buông xuôi. Và cái sự cổ vũ của bạn nó cũng là nằm ở chính ở những cái chỗ đó. Thì đó là cái cách hình tượng mà tôi muốn suy nghĩ về cái chuyện học hành, học có bạn bè, còn học ở thầy như thế nào nữa. Thì có lẽ chúng ta sẽ chờ những câu hỏi sau. Kính thưa quý vị và các bạn, thì với những cái lời chia sẻ ban đầu của giáo sư thì chúng tôi nhớ lại có một lần chúng tôi cũng đọc một số bài viết về giáo sư. Thì trước đây giáo sư từ đặt cho mình một cái danh hiệu rất là hay, rất là thú vị mà liên quan đến cái lời dạy như lời này, là giáo sư nói khi đến chùa thì được thầy trụ trì có một lời dạy rất là hay về cái việc tu hành của một người cần phải có ba điều, đó là giới, định và tuệ. Thì trước đây giáo sư đã có một cái biệt hiệu tự đặt cho mình rất là hay, đó là các bạn có biết là đó là biệt hiệu gì không? Đó chính là Hòa Thượng Thích Học Toán. Như vậy thì thưa giáo sư là cái lý do gì, cái suy nghĩ gì mà giáo sư đã đặt cho mình cái việc danh đó? Dạ. Tôi thích cái tên thích học toán, nó cũng, tôi nghĩ là nó cũng rất là phù hợp với cái tâm tình của tôi. Còn có một thời gian tôi giữ cái biệt danh Hòa Thượng để cho nó vui, để nói chuyện với cả bạn bè ở trên trang mạng xã hội thì mọi người gọi tôi là Hòa Thượng, thì tôi cũng thấy vui. Nhưng sau này thì có nhiều người quen biết và Phật tử có than phiền như vậy thì là không nghiêm túc, nên tôi cũng bỏ được rồi. Theo chúng tôi, nếu mà chúng ta suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn thì thực ra đó chỉ là một cái danh xưng. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu như tất cả chúng ta coi cái việc học tập cũng giống như là một cái việc tu hành, phải xác định
cái việc học tập như giáo sư đã nói, chúng ta phải đề cao cái sự kỷ luật. Khi đã có kỷ luật thì chúng ta mới tập trung lại cái việc học tập. Và nó như là một cái quá trình của một người tu. Một điều mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là thú vị và cảm thấy rất là thân thiện khi chúng tôi gặp giáo sư lần đầu tiên với một cái khuôn mặt rất là thân thiện như các bạn. Đây là các bạn có thể nhìn đến đây là giáo sư có một nụ cười rất là thân thiện đúng không ạ? Và một điều nữa là khi mà giáo sư bước vào đây thì các bạn thấy là giáo sư chúng ta có một chút gì đó rất là e lệ đúng không? Dạ. Để có được một cái tâm trong sáng như vậy, sau bao nhiêu năm học tập cũng như là công tác giảng dạy, theo chúng tôi nghĩ điều đó không phải là dễ một chút nào cả. Điều đó đòi hỏi phải có một cái sự khắc kỷ rất là lớn, đúng không giáo sư? Dạ, khắc kỷ rất là lớn. Vậy thì như giáo sư đã nói là ngoài cái việc kỷ luật và khắc kỷ cũng như là cái sự trung thành hay đam mê, thì đó là cái sự nỗ lực của bản thân. Vậy thì trong cái cuộc đời học tập của mình, người thầy nào đã có ảnh hưởng lớn nhất đối với giáo sư? Dạ. Có một con người mà ảnh hưởng lớn nhất thì cũng tôi nghĩ là cũng không dễ mà chỉ ra đâu. Thì có mỗi một người thì có một cái ảnh hưởng về một cái khía cạnh nào đó trong những nhân cách của mình. Có hai người Pháp, thực sự những người đỡ đầu của tôi khi tôi chung là còn sống và học tập bên Pháp đó. Giáo sư vật lý tên là Henri Vargemorte, thì ông đó không phải người dạy tôi, nhưng mà ông đó là người cứu mang tôi. Tôi sống ở trong cái căn nhà của ông đó rất là lâu, cùng với cả gia đình của tôi, cho đến lúc mà ông ấy mất. Thực sự là một cái tấm gương cho sự khắc kỷ, như thầy nói đó. Cái tấm gương của ông đã làm cho tôi hiểu được nhiều điều lắm. Tôi thử chỉ đơn cử những chuyện như thế này. Trong những tháng năm cuối cùng trước khi ông mất thì cụ rất là yếu rồi. Tôi và vợ tôi muốn nấu cơm và mời cụ ăn cùng, nhưng cụ không nhất thì không đồng ý. Chúng tôi đi chợ mua đồ ăn cho cụ mang về, cũng không đồng ý. Cụ chỉ đề nghị là mua nước của cụ thôi, vì nước nặng cụ không bê được, còn cụ không muốn ai làm phiền đến ai cả. Đến cái ngày mà cụ đi vào bệnh viện và nơi cụ mất ấy, là cũng không gọi cấp cứu, không nhờ ai, mà cụ tự lái xe qua đến bệnh viện. Khi mà cụ vào bệnh viện thì cái ung thư của cụ đã di căn rồi, di căn ra khắp người. Khi mà bác sĩ biết là cụ đau lắm rồi, người ta muốn tiêm morphine cho cụ để cụ đỡ đau, cụ không chịu. Khi cái lần cuối cùng mà tôi nhìn cụ ăn ấy, ở trong bệnh viện thì đúng là rơi nước mắt. Cụ chân tay không còn đủ cái sự chính xác để đưa thức ăn vào miệng, nhưng cụ cương quyết không cho ai bón cho cụ ăn. Đối với cụ đấy là sự sỉ nhục. Cứ đi đến chỗ chết đấy, và cụ vẫn còn mang một cái cặp, trong đó có một cái thư của một sinh viên Việt Nam, để cụ vẫn còn lo để trả lời cho cái người đó. Thế là cụ vẫn lo cho người khác, trong khi thân thể của mình đã đến kiệt quệ đến mức như vậy. Thì đấy là đối với tôi luôn là một cái tấm gương về cái sự khắc kỷ với bản thân, lúc nào cũng biết điều tiết bản thân mình vì một cái đạo đức cao cả hơn. Người thứ hai đấy cũng là người Pháp, là cái ông thầy giáo hướng dẫn tôi làm luận án tiến sĩ, thì ông ấy tên là Gérard Lomont. Thì ông ấy có lẽ không phải là người khắc kỷ như cụ ông khi kia. Ông ấy rất thích nấu ăn, ông thích uống rượu vang ngon vân vân, nhưng mà tôi học được rất nhiều ông từ cái thế nào là một người thầy, thế nào là việc học tập nghiêm túc. Chẳng hạn như thế này, khi mà tôi mới sang Pháp ấy, không như các bạn nghĩ, thực ra tôi học tương đối là khó khăn, vất vả, không dễ dàng. Thậm chí rất nhiều lúc tôi cảm thấy chán môn toán, vì cái cách học toán ở Việt Nam trước khi đi học đại học đó rất là khác. Tôi học những cái bài toán khó, mẹo mực, mỗi một bài toán là một thử thách, và tôi rất là thú vị. Thế nhưng mà khi sang học đại học bên Pháp thì cảm thấy là toán học hiện đại rất là tẻ nhạt, toàn như là định nghĩa, những khái niệm trừu tượng mà không có những cái thử thách, không có những cái mẹo mực mà bắt người ta phải uốn người, phải leo trèo, lúc nào cũng chỉ có cảm thấy một cái càng ngày càng trừu tượng mà không thấy cái sự thú vị của nó. Thì đó, thì tuy tôi vẫn học được, vẫn kiểm tra, vẫn thi đỗ,
điểm cũng hoặc là khá hoặc là giỏi, không phải xuất sắc lắm, nhưng mà cái chính là càng ngày tôi càng không thích môn toán nữa. Thì cái người mà thực sự làm mà tôi yêu cái toán học hiện đại là cái ông thầy giáo hướng dẫn tôi làm luận án tiến sĩ. Thì khi đó ông đưa tôi một cái đề tài rất là hóc búa, một cái bài báo khá rất là mới. Nhưng mà để đọc được cái bài báo đó ấy, thì phải hiểu mấy quyển sách rất là dày, mà tôi đọc tôi không hiểu gì cả. Thì khi mà ông ấy đã, có lẽ là ông hiểu ra cái vấn đề của tôi, thì ông ấy nói là bây giờ mỗi một tuần cậu đến gặp tôi một buổi và chúng ta cố gắng đọc 2 trang trong quyển sách. Thế nhưng về tuần tự trong vòng 3-4 tháng trời, có mỗi tuần tôi đến gặp thầy và tôi đọc 2 trang. Thì sau cái thời gian làm việc như vậy thì tôi thực sự là ngộ ra cái toán hiện đại và hiểu và cảm được cái sự đẹp đẽ của nó. Và đấy thực sự đều là cái bước đầu tiên của tôi đi vào cái thế giới toán học. Với những cái lời chia sẻ của giáo sư về những vị thầy của mình, thì không biết các bạn đây là khi mà chúng tôi lắng nghe những cái lời chia sẻ của giáo sư, thì dường như giáo sư rất xúc động khi nhắc lại những người thầy của mình. Và cũng liên hệ đến với những cái lời mà giáo sư vừa nói, thì chúng tôi cũng nhớ rằng Đức Phật có dạy, như vị thầy thứ nhất giáo sư nói, thì Đức Phật dạy rằng là mọi người hãy là một cái hòn đảo của tự thân và hãy từ mình thắp đuốc lên mà đi. Và với vị thầy thứ hai đó là chính là cái vị thầy đã truyền cho giáo sư được thế nào gọi là cái đạo làm thầy, và đã truyền cho giáo sư một cái cảm hứng để tiếp tục trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Tuy nhiên ở đây chắc chắn mọi người cũng suy nghĩ rằng với một cái hành trình dài như vậy, giáo sư nói rằng là có những lúc mà giáo sư cũng cảm thấy rất là chán nản. Như vậy thì giáo sư có thể kể lại một cái sự kiện, một cái kỷ niệm nào đó mà giáo sư thực sự rất là chán nản và có thể coi như là không muốn học nữa. Nói chung là trong cái hành trình học hành, nhất là cái nghiên cứu khoa học ấy, thì những cái thất bại nhiều hơn nhiều so với thành công. Cái thất bại bình thường thì con người ai cũng chấp nhận được, thất bại 1 lần, 2 lần, 3 lần. Nhưng mà khi mà bạn đã cố gắng mà thất bại 100 lần thì có một lúc còn đó bạn cảm thấy rất là tuyệt vọng. Tôi cũng không thể nào mà chia sẻ được với bạn là làm thế nào mà để vượt qua cái sự tuyệt vọng đó đâu. Cái đó là tôi nghĩ rằng là mình có vượt qua được những cái thất bại nho nhỏ cuộc sống hàng ngày ấy, do cái sự tập luyện, do lý trí, trí tuệ mình có thể vượt qua được, hay do sự ủng hộ của người thân, bạn bè mình có thể vượt qua được. Nhưng những thất bại thực sự lớn thì tôi không nghĩ rằng là chúng ta có thể chờ đợi cái sự cứu rỗi vào lý trí của bản thân mình hay những người bạn của mình. Và nhiều khi đó chỉ là một cái duyên thôi. Mình có vượt qua được hay không vượt qua được những cái thất bại, thực sự thất bại lớn do một cái duyên thôi. Thì đối với tôi có một cái lần, có lẽ là cái thử thách mà tinh thần lớn nhất, không phải trong lúc tôi đi học, chúng ta việc nghiên cứu đó. Thì có một cái việc tôi làm, tôi tin rằng là cái con đường của mình chọn là con đường đúng đắn. Và tôi thử tất cả mọi cách, cố gắng trong vòng 2-3 năm trời không mệt mỏi, xoay sở, thử tất cả các phương án có thể. Và tất cả các phương án đều đi đến ngõ cụt cả. Thì bao nhiêu cái công sức, những cái cố gắng mình cảm thấy là vô tuyệt vọng. Cái lúc đó thì cảm thấy tuyệt vọng thực sự. Tôi không tin rằng mình sai, nhưng mà tôi cảm tưởng rằng là cái, có lẽ là cái sức mạnh tinh thần hay cái trí tuệ của mình không đủ để mình vượt qua cái chướng ngại đó. Thì tôi nghĩ là đơn giản có lẽ lúc đó là phải chờ cho người khác làm. Tôi nghĩ là con đường tôi chỉ ra là có lẽ là đúng, nhưng mà tôi không đủ sức để đi hết con đường đó. Thì đúng vào cái thời điểm mà tôi nghĩ là tôi thất tuyệt vọng hoàn toàn, thì một tình cờ thôi, tôi gặp một người đồng nghiệp và tôi hỏi anh ta một câu hỏi, và anh ta cho tôi một câu trả lời rất đơn giản thôi. Nhưng mà câu trả lời đó đúng như là một cái mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mà tôi không có lúc trước. Thì khi mà tôi có cái mảnh ghép đó thì tất cả những cái gì, những cái thất bại trước đó ấy, hóa ra là những cái mảnh ghép nó ghép được vào cái mảnh đó, và tôi nhìn thấy cả một cái bức tranh. Thế thì tôi nghĩ rằng đó không phải là do tôi tài giỏi, không phải do một cái ý chí siêu việt gì cả, mà tôi nghĩ đó là một cái duyên, mình gặp một cái duyên và lúc đó cái duyên đó giúp mình vượt qua được một cái thất bại lớn như thế. Thông thường khi mà chúng ta tham gia giao thông thì đúng cái luật thì tất cả chúng ta
điều phải rẽ phải. Và nếu như cái việc rẽ phải đó chính là một cái việc thông thường mà không có ai thắc mắc. Nhưng đột ngột trên con đường đó chúng ta có một cái quyết định rẽ trái, thì chắc chắn là đằng sau lưng của chúng ta sẽ lắng nghe những cái lời có thể gọi là không trong sáng cho lắm. Vậy thì ở đây khi giáo sư quyết tâm đi theo một con đường của mình, và chúng ta có thể tạm gọi đây là như là một cái sự rẽ trái, bỏ lại đằng sau tất cả mọi cái lời nói của người khác, và nó dường như là một cái sự cô đơn và tách biệt. Như vậy có phải là cái hành trình đi tìm cái mới, cái hành trình đi tìm cái sự sáng tạo, nó luôn đồng nghĩa với sự cô đơn không, thưa giáo sư? Đúng, tôi có nói một lần, tức là cái sự hành trình đi tìm một cái sự cái mới, một sáng tạo thực sự thì luôn luôn mà hành trình cô đơn. Khi mà bạn bắt đầu làm một việc gì đó thì bạn có thể có bạn bè, có đồng đội đi cùng bạn, nhưng mà sau một thời gian ấy, khi mà đi tìm cái gì thực sự mới thì bao giờ các bạn là một con người cô đơn. Ít nhất trong trường hợp của tôi là phải chịu cái sự những cái lời lẽ không hay của những người khác đâu thầy ạ. Và ngược lại thì nói chung là mọi người cũng tin tưởng đến mức độ nhất định. Khi mà người ta biết là đấy là một vấn đề rất là khó, rất nhiều người đã thử và đã thua cuộc, thì tất nhiên người ta cũng chỉ tin mình đến mức nhất độ nhất định thôi. Nhưng mà thường là người ta cũng tôn trọng cái hành trình của mình. Cái đấy tôi muốn nói ở đây, chúng ta luôn phải tin tưởng vào cái lựa chọn của bản thân mình. Thế nhưng mà tuy vậy, tôi nghĩ ra rất là cần thiết là phải lắng nghe cái sự đánh giá của người khác. Tuy rằng là nó có thể là phiến diện, mỗi người chỉ có một cái sự trải nghiệm của mình, và sự cái đánh giá của họ chỉ xuất phát từ trải nghiệm của chính họ mà thôi, thì nó cái sự đúng đắn của nó, chân lý của nó cũng hạn chế trong cái sự trải nghiệm của họ. Có thể là họ là người rất là giỏi, có thể là người lớn tuổi từng trải nhiều, nhưng mà cái trải nghiệm của họ, cái đánh giá của họ nó chỉ có giá trị trong phạm vi cái trải nghiệm của chính họ mà thôi. Có thể nó đúng, có thể là sai, nhưng mà chúng ta vẫn phải lắng nghe. Nếu mà chúng ta mà không mặc định, bỏ ngoài tai tất cả những cái sự đánh giá, khen chê của người khác, thì đấy là dấu hiệu của một sự nguy hiểm. Các bạn vừa lắng nghe giáo sư chia sẻ, thì có thể trên hành trình đi tìm cái mới, hoặc là với cái quyết định rẽ trái của chúng ta, chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ trở nên cô đơn. Nhưng sự cô đơn không có nghĩa là cô độc, mà bên cạnh đó vẫn luôn có những người thân, người bạn, những người cùng ý chí, cùng chí hướng sẽ luôn ủng hộ cho chúng ta đến cùng. Cho nên khi các bạn, chúng ta đã xác định cho mình được cái con đường học tập, xác định một cái hướng đi, thì chúng ta cứ cố gắng tiến lên. Nó như là một cái người chiến sĩ ra trận, chỉ biết tiến lên nhưng không bao giờ quay đầu lại. Vì quay đầu lại có nghĩa là chúng ta sẽ có cái nguy cơ bị rơi đầu, và chỉ biết tiến lên về phía trước để mà tiến thẳng vào cái quân thù mà thôi. Kính thưa giáo sư, người ta ví cái sự thành công bây giờ của một người á, nó như là một cái kim tự tháp. Tức là cái đáy của nó thì lớn mà cái đỉnh của nó thì nhỏ. Điều này ví cho rằng là có một cái mục đích nào đó có nhiều người hướng đến, và cái thành công thì thường thường chỉ là một cái người có được cái sự thành công cao nhất, đó chính là cái đỉnh của kim tự tháp. Cái người mà muốn đạt được cái sự thành công đó, leo lên được cái đỉnh kim tự tháp đó, thì chắc chắn là phải bước qua những cái người phía dưới. Như vậy thì theo giáo sư, trong cái việc học tập để đạt được sự thành công, thì chúng ta có cái sự cạnh tranh như vậy hay là không? Chúng ta có đi qua những người khác như vậy hay không? Và chúng ta có đứng trên một cái đỉnh treo leo với cái sự thành công như vậy hay không? Dạ, xin giáo sư chia sẻ vấn đề này. Cảm ơn thầy, câu hỏi rất là hay. Khi mà mình đã leo lên đỉnh kim tự tháp, có phải là mình bước qua những người khác không? Và cái thái độ ứng xử của mình đối với đồng nghiệp cùng trang lứa hay với những người đi trước là như thế nào? Thì tôi nghĩ là nó phức tạp hơn cái như thầy nói, cái chuyện bước qua người khác hay không bước qua người khác. Thứ nhất là về cái sự ứng xử đối với những người đi trước ấy, có một cách ứng xử là coi những cái người đi trước là vĩ nhân, là thần tượng, là cái gì họ nói
cũng là lời của Thánh, của Phật. Tôi nghĩ rằng là đấy là cái cách ứng xử tiêu cực. Trong khoa học ấy, bao giờ cũng có sự đạp đổ. Bao giờ mình cũng phải nghĩ rằng là những người đi trước họ đã làm được những cái vĩ đại. Nhưng mà không phải cái gì họ làm cũng tốt. Có nhiều khi mà các em đọc sách, đúng không? Có nhiều khi sách rất là khó hiểu. Thì cái thái độ tốt không phải là nghĩ rằng là mình ngu nhưng mình không hiểu. Mà cái thái độ tích cực phải nghĩ rằng là mình không hiểu là tại vì cái ông tác giả ông viết không tốt. Nếu mà mình viết, mình phải viết tốt hơn. Sách là đọc là về mặt nguyên tắc là phải dễ hiểu. Tôi nghĩ đấy là cái thái độ tích cực. Thì đó là cái cách mà tôi ứng xử với cả những cái tài liệu những người trước để lại. Thì khi tôi đọc của họ, tôi biết là những cái họ viết có nhiều cái phát kiến vĩ đại ở trong đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ viết chưa đúng. Tôi vẫn luôn luôn cảm giác là cách họ viết chưa phải cách viết đúng nhất. Và tôi luôn luôn tìm cách viết lại cho nó hay hơn, sáng sủa hơn. Không phải là cái chuyện ra sáng tạo lại cái bánh xe đâu. Tôi nghĩ rằng là chính cái việc mà tìm tòi, trước hết là mỗi người phải tự sáng tạo cái bánh xe của chính mình. Để cho cái phải viết lại được mỗi một cái bài báo, một cuốn sách hay là bài kinh theo cái ngôn ngữ của chính mình để cho mình cảm thấy thông suốt. Tất nhiên là đó là cái thái độ với chính mình thôi. Chứ không nhất thiết rằng là cái bài báo như vậy mà tôi lại viết lại từ đầu đến cuối, mà tôi in ra, tôi bảo đấy, cái bài của ông như thế mà thực ra phải viết như này. Như thế nó cũng không phải là tốt, đây là vẫn là chủ quan. Chứ chắc là cách mình viết nó hợp với mình, nhưng chắc là hợp với người khác. Nhưng mà mình, thái độ của chính mình thì vẫn luôn phải luôn đi về cái công việc đó. Tức là phải đi lại con đường người ta đã đi, chứ không phải chấp nhận cái thành quả công sức của họ. Thì cái việc đi lại con đường người ta đi là cái việc thứ nhất là phải nghi ngờ. Phải nghi ngờ cái khẳng định của những cái người đi trước đã nói, phải kiểm tra lại những gì người ta nói bằng tất cả cái đầu óc suy xét của chính mình và cố gắng làm tốt hơn người ta. Cái thứ hai là về cái thái độ đối với cả những cái về cả cái chuyện cạnh tranh ấy. Đối với những người đi trước thì không phải sự cạnh tranh, thì đó những người lớn tuổi hơn, họ đã làm cái công việc của họ rồi. Nhưng cạnh tranh là cạnh tranh đối với những người cùng trang lứa với mình. Cá nhân tôi thì là không phải con người thích cạnh tranh. Quả thực với thưa với thầy là khi mà một công việc mà tôi thấy là người khác mà có thể làm tốt bằng mình thì thường là tôi bỏ, tôi tìm một công việc khác. Có người như là những người đi chạy thi chẳng hạn thì họ cần có người chạy rất nhanh đi cùng thì họ mới chạy nhanh hơn nữa để phá được kỷ lục. Còn đối với những người khác có lẽ là một cái tâm hồn á đông thì mình cần thời gian, mình không thích chạy đua. Thì thường khi phải chạy đua với người khác mà thấy người ta chạy cũng về đích được thì thường tôi chọn một con đường khác. Tôi chọn con đường mà không ai đi cả. Tôi muốn đi có thể là con đường có thể hiểm trở gông gai, nhưng tôi thích đi một mình thì tôi không thích chạy đua với ai cả. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, và qua lời chia sẻ của giáo sư thì chúng tôi còn nhớ một cái nhà văn nào đó đã viết rằng là hạnh phúc là một cái chiếc chăn hẹp mà cả hai người cùng đắp. Thì như vậy là một người lành thì một người sẽ ấm. Như vậy đó là có một cái sự giằng co, một cái sự tranh giành nhau để đi đến một cái hạnh phúc nào đó theo suy nghĩ thông thường. Vậy thì giáo sư có thể nói cụ thể hơn, làm thế nào trong cái việc học tập chúng ta phải có một cái sự cạnh tranh thật công bằng, cạnh tranh vì mục đích hướng thượng, vì cái tương lai tươi sáng tốt đẹp nhé. Lúc đấy mà khi tôi nói chuyện về cái phương pháp học tập ấy, về phương pháp học tập trong một cái tập thể, trong tập thể bao giờ cũng phải sự cạnh tranh. Thì cái sự cạnh tranh đó chính là cái thôi thúc cho mỗi người vượt lên chính mình, đúng không? Học tốt hơn. Thế mọi cuộc chơi tập thể để cho nó được đúng cái vị trí, cái vị thế của nó, thì cái điểm quan trọng nhất vẫn phải quay lại ở chuyện trung thực. Tức là mỗi người phải tôn trọng cái luật chơi, không gian dối. Mà mỗi người, chỉ cần một người gian dối thì là cuộc chơi nó sẽ bị hỏng. Bao nhiêu cái công sức bỏ ra là sẽ bị uổng phí hết. Thì cái từ trước đến nay không phải vì ngẫu nhiên đâu. Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại chẳng hạn, người rất rất chú trọng trong cái việc rèn luyện con người chơi thể thao và thể thao tập thể, và biết cái tôn trọng cái những cái cuộc chơi tập thể.
A Di Đà Phật. Một lần nữa giáo sư cũng cho chúng ta thấy được rằng mục đích học tập trong sáng có nghĩa là hoàn thiện chính bản thân của mình, chứ không phải học tập để hơn một người nào đó. Vì như ông bà chúng ta cũng từng nói một câu rất là hay, không biết các bạn có biết đó là câu gì không? Đó là vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn, đúng không? Trong đạo Phật cũng nói rằng chúng ta gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cho nên trên con đường học tập cũng như là sự nghiệp, nếu chúng ta không có gieo một cái nhân tốt, chúng ta dùng một cái phương pháp không trong sáng để đi đến một thành công, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặt hái những cái kết quả đau khổ. Do đó, muốn có một cái kết quả, một cái sự thành công bền vững, thì chính chúng ta phải trung thực với bản thân của mình, chính chúng ta phải hướng đến những cái điều đúng đắn, thì cái quả mà chúng ta nhận sẽ là một cái quả rất là xứng đáng, nó sẽ đền đáp lại cái công sức của chúng ta. Vậy thì kính thưa giáo sư, vừa nãy giờ thì giáo sư đã chia sẻ rất là nhiều cho các bạn về các vấn đề về phương pháp học tập. Bây giờ dường như có người ta học tập, thường thường người ta chỉ thấy những cái mục tiêu gần, chứ không thấy được những cái mục đích xa. Ngày nay với một cái nền giáo dục hiện đại, người ta phải luôn nhắc nhở các học sinh rằng muốn có được một cái thành công lớn, một cái sự vĩ đại, thì mỗi học sinh, mỗi người học phải tự cho mình một cái viễn cảnh học tập, một cái đích đến thật là rõ ràng. Vậy thì theo giáo sư, cái viễn cảnh học tập đó nó đóng vai trò như thế nào trong việc học? Có lẽ ở đây tôi quan điểm tôi hơi khác với thầy. Tôi nghĩ rằng là mỗi người vẫn phải đặt ra những cái mục đích, những cái thời hạn nhỏ. Bởi vì tôi tin, vẫn tin là cái bản chất con người là yếu đuối. Chúng ta không có khả năng phấn đấu cho một cái mục đích quá là xa, quá là cao cả. Chúng ta vẫn có thể tâm niệm hướng đến cái việc đó, nhưng mà cái tâm có thể hướng đến cái việc đó, nhưng cái thân không có khả năng phấn đấu cho việc đó. Đối với cả một con người phải có những cái mục đích ngắn hạn phấn đấu. Chính vì thế nên là có nhiều người muốn, chẳng hạn như muốn học mà bỏ thi cử, thì tôi không tin vào cái chuyện đó. Cái thi cử không phải là cái chuyện để đặt ra để gây khó cho học sinh, làm cho học sinh khổ. Mà nếu mà không có thi cử thì học sinh không học được. Vì chính cái việc thi cử là tạo nên cái thời hạn để cho các em phấn đấu học. Không phải là học cái cũng là học để lấy cái bằng nữa, nhưng mà chính cái vì cái chuyện mà cố gắng đi học để thi cho đỗ mà các em học tốt hơn. Đối với các thầy thì giá mà không phải thi, tôi đi dạy học thì sớm nhất là không phải đi cho các em thi, vì là mình đỡ phải ra đề thi, đỡ phải chấm bài, đỡ được bao nhiêu chuyện, đúng không? Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà đi học mà không có thi, không có kiểm tra thì sẽ không có kết quả. Chỉ vì đơn thuần rằng là dù học là để lấy kiến thức, đúng không? Cái việc học lấy kiến thức chứ không phải là việc thi. Nhưng mà vì các em cũng như là tôi cũng là con người, nếu mà không có một cái mục đích ngắn hạn, phải thi qua một kỳ thi, phải có điểm tốt, thì chúng ta không học được. Cái đấy tôi nhận ra rất là lạ, là không phải chỉ cho các em bé học cấp 3, cấp 2 đâu. Mà ngay học sinh tôi là học đang học graduate school, tức là đã học xong đại học rồi. Mà các em biết đằng nào các em cũng đỗ. Ở trường thì hầu như không có ai trượt cả. Đến cuối kỳ thì ai cũng được điểm qua hết. Mà cái điểm nó cũng không dùng làm gì. Vì đằng nào sau đó cũng đi bảo vệ luận án, không ai đi xem cái điểm đó. Nhưng mà cả thầy cả trò đều vẫn rất muốn đi thi. Học sinh cũng hỏi bao giờ có bài kiểm tra, đến kỳ hạn như thế nào, chấm điểm bài tập về nhà thì bao nhiêu phần trăm, giữa kỳ thì bao nhiêu phần trăm, và cuối kỳ như thế nào. Tức là bản thân sinh viên khi mà họ ý thức về việc học ấy, thì họ biết là cái điểm nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng họ vẫn muốn. Họ vẫn muốn thầy ra bài tập, vẫn muốn ra thầy ra bài kiểm tra, vì họ biết là không có cái đó thì họ không có cái nỗ lực để học cho tốt. Thì đấy, tôi nghĩ rằng là mình phải biết cái về cái sự yếu đuối của con người của mình. Và khi mà chúng ta đã hiểu và thông cảm vào yếu đuối của mình, thì mình biết có cái phương pháp học tập. Mình tự đặt cho mình những cái kỷ luật, những cái gò bó, không phải để phạt chính mình, không phải để phạt học sinh mình,
Và như chính những cái gò bó, những quy luật đó là giúp cho mỗi người học tốt hơn. Kính thưa giáo sư, thì như giáo sư vừa chia sẻ, giáo sư luôn thông cảm về cái sự yếu đuối của con người. Chúng tôi được biết là thời gian học ở Pháp thì giáo sư từng đã bị đánh trượt khi mà trình bày bộ đề cơ bản, đúng không ạ? Vậy thì cái việc đánh trượt đó có phải là do cái sự yếu đuối của giáo sư hay là không, hay là một yếu tố khác? Vậy không phải thế đâu ạ. Yeah. Cái đánh trượt thì nó là khác. Sau khi mà tôi bảo vệ xong luận án tiến sĩ thì mỗi người phải đi xin việc thôi. Xin việc thì trong đó có cái việc là mình nộp đơn, sau đó người ta phỏng vấn, chứ không phải là đến trượt về bộ đề cơ bản. Thì có một lần, nó cũng là với kỷ niệm vừa buồn cười, mà thường tôi dùng cái kỷ niệm đó để trêu, để diễu với cái ông thầy bên Pháp ấy. Khi mà lần đầu tiên, khi tôi còn là một cái sinh viên trẻ, một sinh viên mới ra trường, tham gia vào một cái kỳ thi tuyển nghiên cứu viên ở cái trung tâm khoa học của Pháp ấy, thì họ có hỏi tôi là kế hoạch nghiên cứu của anh là gì. Thì tôi mới nói rằng là kế hoạch của tôi là tôi muốn chứng minh bộ đề cơ bản. Khi mà tôi nói ra câu đấy thì toàn bộ ban giám khảo họ ôm bụng họ cười. Tất nhiên lúc của mình cảm thấy rất là cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng mà sau đó, và tất nhiên tôi không trượt, không được nhận và làm việc. Thế nhưng mà đấy là bây giờ là đối với tôi là một cái câu chuyện hay. Để mỗi lần tôi gặp lại những người mà làm ban giám khảo hồi đó, tôi mong là tôi giễu họ. Nói đến đây thì chúng tôi nghĩ rằng là để vượt qua được những cái thử thách, những cái điều mà người khác không tin tưởng của mình, thì chắc hẳn giáo sư đã có một cái niềm tin, một cái ý chí rất là mạnh liệt. Và theo cái lời kể của một người bạn của giáo sư thời trung học thì đã kể rằng là, đây là chúng tôi xin nói là nguyên văn, tức là nói rằng là hồi đó giáo sư và người đó cũng là một trong những người khá là mê tín, ở chỗ là trước những kỳ thi thì hai anh em thường ra đền Ngọc Sơn để mà cầu nguyện cho mình được đậu. Vậy thì cái niềm tin lúc đó với lại cái niềm tin cuộc sống bây giờ của giáo sư có gì khác nhau, và giáo sư có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không ạ? Tôi mê tín theo nghĩa, ngay từ hồi nhỏ tôi đã thấm thía về cái chuyện yếu đuối của con người đấy. Tôi mê tín chứ không phải tôi tin rằng là việc đi thắp hương đền Ngọc Sơn nó giúp cho kết quả cuộc thi đâu. Mà thứ nhất là khi mà đi vào nhà chùa trước khi cuộc thi thì là một cái phút mà tâm thần của mỗi người được thư thái hơn. Và cái thứ hai là những việc mà chúng ta làm một cách thường kỳ, lần nào chúng ta cũng làm giống nhau ấy, thì là một cái việc tốt để lấy trấn an cho chúng ta. Chẳng hạn như là khi mà tôi bé, tôi rất muốn là ông ngoại tôi đến đón tôi sau mỗi kỳ thi. Vì cái việc mà tôi biết rằng là ông ngoại tôi sẽ đón tôi cuộc thi, trấn an tôi và giúp tôi thi tốt hơn. Kính bạch trên thượng tọa chứng minh, kính thưa giáo sư và các bạn. Vừa rồi thì chúng ta đã được giáo sư trình bày rất là nhiều vấn đề về kinh nghiệm học tập cũng như là những kỷ niệm sâu sắc của mình trong việc học. Tiếp theo chương trình, để cho các bạn chúng ta có cơ hội giao lưu với giáo sư của Bảo Châu, thì các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp với giáo sư. Rồi, mời bạn nữ, xin thầy đưa cái mic cho bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và giáo sư, theo con được biết thì ngày xưa người ta thường nói là học đi đôi với hành, nhưng trong xã hội ngày nay nhiều bạn trẻ chỉ có khái niệm là học để có bằng cấp, chỉ chú trọng đến lý thuyết mà không liên hệ thực tế để thực hành. Giáo sư cho con hỏi là những bạn trẻ đó khi tốt nghiệp ra trường với bằng cấp rất là cao, nhưng kỹ năng thực hành của họ thì không có được vững chắc cho lắm. Khi tốt nghiệp ra trường thì có được trọng dụng hay không, và vì sao? Kính mong giáo sư giải đáp cho con biết rõ. Có một cái quan niệm trong xã hội mà tôi thấy là sai lầm, đó là cái việc học hành như bạn nói đó. Chúng ta trong xã hội cũng mong đợi
ở nhà trường phải dạy cho học sinh, sinh viên tất cả những kỹ năng, những cái thao tác cần thiết để sau đó những người đó khi đi làm là có thể trở thành một cái người làm công kiểu mẫu ngay lập tức, thực hiện tất cả những cái việc mà những công ty hay là cơ quan đòi hỏi. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan niệm rất là sai lầm. Thì cái vai trò của nhà trường không phải là cái vai trò mà dạy tất cả những kỹ năng cần thiết cho tất cả công việc. Tôi nghĩ là cái việc học là cái việc mà phải đi cùng chúng ta đến hết cuộc đời. Khi mà các bạn đã đi làm hay trong cuộc sống, tức là hành ấy, thì chúng ta vẫn phải học. Mỗi một bước ta đi là chúng ta phải suy nghĩ về cái cuộc sống của mình và cái đúng, cái sai. Và mỗi một lần như thế là chúng ta lại phải học. Cái quan niệm về sự khác nhau giữa học ở trường và việc đi làm xuất phát từ cái suy nghĩ sai lầm, theo tôi nghĩ sai lầm, tức là cái việc học chấm dứt ở nhà trường. Xin mời một câu hỏi khác. Rồi mời bạn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, thưa giáo sư, cháu là sinh viên đang theo học ngành sư phạm toán. Và từ khi bước chân lên giảng đường đại học, đặc biệt với cách học tín chỉ thì hoàn toàn khác với cách học phổ thông. Đặc biệt là lý thuyết mỗi ngày thì cung cấp rất lớn và trừu tượng. Và điều này đã làm cháu cảm thấy rất là nhàm chán môn toán, trong khi lúc trước khi học phổ thông thì cháu cảm thấy là rất thích nó. Như giáo sư đã nói thì trước đây thì giáo sư cũng cảm thấy nhàm chán môn toán, nhưng mà do có một người thầy giúp đỡ. Còn chúng cháu thì việc cháu nghĩ là tìm thấy được người thầy như thế là cũng rất là khó. Và theo giáo sư thì làm thế nào để ta lấy lại được sự thú vị ở những con số, hay nói cách khác là sự thú vị ở môn toán, đặc biệt là toán hiện đại. Và giáo sư có thể trả lời giúp cháu là cách nào có thể tư duy tốt ở môn toán hiện đại khi đang theo học trên giảng đường đại học ạ. Xin cảm ơn giáo sư ạ. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về cái câu hỏi của bạn ấy. Tôi nghĩ rằng là cái việc cách dạy toán ở đại học, đặc biệt đại học của Việt Nam ấy, có nhiều cái còn chưa đúng. Tức toán hiện đại với cả toán phổ thông nó không phải là hai cái lục địa rời nhau, ngăn cách bằng cả một đại dương, mà nó chỉ như là cùng một cái cây. Cái toán hiện đại nó cũng mọc ra, nó phát triển ra từ cái toán cổ, toán mà các bạn gọi toán phổ thông thôi. Thì chính cái thú vị nhất chính là cái khi mà chúng ta hiểu ra được cái mối liên hệ. Chẳng hạn như là tôi nói này, chắc là những bạn không học toán chắc là không hiểu gì cả, nhưng mà những cái khi mà bạn học về lý thuyết nhóm, đúng không, nhóm lý thuyết ma trận và những cái phép biến đổi, nếu mà bạn hiểu được cái sự liên hệ đối với hình học phẳng ấy, những phép rời hình trong mặt phẳng ấy, thì những cái lý thuyết nhóm nó không còn cái tính trừu tượng nữa, mà nó sẽ được liên hệ với những cái thao tác rất là cụ thể và có thể cập nhật được trong hình học, là di chuyển tam giác từ phép vị tự cho đến phép tịnh tiến, vân vân. Thì cái nhất là cho các trường sư phạm, thì tôi nghĩ rằng là cái dạy toán phải luôn luôn gắn kết giữa những cái khái niệm trừu tượng như bạn nói với những cái toán học, toán phổ thông, dạy ở trường phổ thông. Và những cái mối liên hệ đó, chính cái mối liên hệ đó làm cho cái việc học toán hiện đại nó sinh động hơn. Xin đọc một số câu hỏi của các bạn giảng đường khác như sau. Xin đọc một câu hỏi của một bạn có tên là Võ Kiến Vi, số 521 ở Trung Thấu Hiểu khu A, với câu hỏi như sau. Kính thưa giáo sư, người ta thường nói rằng chúng ta không có thể có được một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp thành công đi cùng nhau. Vậy thì giáo sư nghĩ như thế nào về quan điểm này? Tôi nghĩ là không đúng.
Cái việc mà duy trì cái cùng một lúc một cái công việc, một khối lượng công việc lớn với gia đình là một việc khó, nhưng tôi nghĩ rằng không phải là không làm được. Ngay khi tôi còn rất bé, tôi đã hiểu ra một chuyện, rất là người ta lúc nào cũng kêu ca rằng là tôi không có thời gian để làm việc này, không có thời gian làm việc kia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vấn đề không phải thiếu thời gian, ai cũng có rất nhiều thời gian. Chúng ta vẫn có thời gian để lên mạng, xem Facebook, làm đủ mọi chuyện, đúng không? Không phải không có thời gian, chỉ có cái rằng là chúng ta không có kỷ luật để dành thời gian của mình cho những cái việc có ích, có ý nghĩa. Chẳng hạn như là nếu mà tôi muốn buông xuôi thì buổi tối tôi sẽ nằm dài ra salon, bật TV lên xem, đúng không? Thì tôi cảm giác là tôi cần phải thư giãn sau ngày làm việc. Nhưng mà nếu mà tôi suy nghĩ thêm một chút thì tôi sẽ bảo là cái thời gian đó tôi không bật TV mà tôi sẽ ngồi trò chuyện với cả con gái tôi, đúng không? Về việc học tập của cháu và cái những cái suy nghĩ, những cái vui buồn của con hàng ngày. Thì một cái cố gắng nhỏ của tôi, tất nhiên là khi tôi mệt thì tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Nhưng mà nếu mình vượt qua một cái chút mệt mỏi đó mà để nói chuyện với cả con, thì tự nhiên mình nhận được rất là nhiều. Mình nhận được cái tình cảm của con và tự nhiên mình cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Và cái cơn mệt nó cũng đi qua. Tức là vấn đề không phải là cái chuyện thiếu thời gian, là vấn đề là mình không biết dành cái thời gian, sức lực của mình vào đúng lúc, đúng chỗ. Cũng liên quan đến vấn đề về gia đình thì cũng có các bạn ở các giảng đường khác cũng đặt rất là nhiều câu hỏi. Tuy nhiên ở đây có bạn đã đặt câu hỏi cho thân mẫu của giáo sư, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Lưu Vân Hiền. Câu hỏi thứ nhất cho bác, có một bạn ở giảng đường khu A, không có ghi rõ tên. Kính thưa cô, khi biết rằng con trai của mình đã trở thành một cái thần tượng của nhiều người, cô đã có cái cảm xúc và có những cái suy nghĩ như thế nào? Dạ, thưa thầy, thưa tất cả các em, nhiều người cũng đã nói với tôi rằng có lẽ bây giờ tôi là một người phụ nữ và một người mẹ là hạnh phúc, sung sướng nhất. Thế thì đấy chính là cái cảm xúc mà những người khác luôn luôn nghĩ, và có lẽ nó cũng đúng, nhưng nó cũng không phải là nó hoàn toàn là đúng như vậy. Thì tôi cũng nhân tiện đây thì nó cũng hơi không hẳn vào câu hỏi, nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn như thế này. Liên quan đến việc học, rất nhiều người hỏi tôi là làm thế nào đã nuôi con và dạy con như thế nào để mà có một người con trai thành đạt như vậy. Thì đấy là một câu hỏi rất là khó trả lời. Nhiều khi là người ta tưởng là tôi không muốn trả lời, nhưng mà thực ra là không có một cái kinh nghiệm nào hết. Mà tôi chỉ nghĩ rằng trong quan hệ mẹ con, anh chị em trong gia đình, mở rộng hơn là trong những người thân trong một cộng đồng nhỏ, và lớn hơn là trong một cộng đồng lớn, thì cái tình cảm, cái sự quý mến, nó sẽ là một cái yếu tố cần nhất, quan trọng nhất để cho chúng ta sống nó hạnh phúc và chúng ta thành đạt. Thế và khi mà Châu còn nhỏ, cho đến bây giờ Châu lớn lên, thì tôi vẫn nghĩ rằng là các bạn cứ nhìn vào đấy thì sẽ thấy rằng là bên cạnh tôi vẫn là một người bạn. Và khi nào mà thành đạt hay là khó khăn thì tôi cũng tin rằng là Châu sẽ quay lại với gia đình, với cha mẹ để tìm thấy một bến đỗ yên lành nhất và một cái niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời. Thế ngược lại cũng như vậy, khi mà Châu thành đạt cho đến ngày nay, rồi thì tôi đi đến những vùng miền xa xôi của Tổ quốc. Ví dụ tôi kể lại một câu chuyện là tôi dừng lại ở một cái quán ăn rất là bình thường ở miền Trung của nước ta. Và sau khi chúng tôi, một nhóm bạn chúng tôi đi chơi thì ra thì có một chị cũng trông cũng bình thường lắm. Và chị có hỏi một người trong nhóm
là đấy có phải là mẹ của Ngô Bảo Châu không, vì xem trên TV họ nhận ra và họ rất là mong muốn là được nói chuyện. Tức là gặp được Châu cũng đã mừng rồi, nhưng ngay gặp được mẹ của Châu cũng mừng. Thì đấy, tôi nghĩ rằng đấy là một cái lúc ý tôi có một cái cảm xúc thật là nó cảm động, bởi vì là những cái người dân bình thường người ta cũng người ta quý mình, người ta quý một người không quen biết, nhưng mà người ta cũng có những cái tình cảm đặc biệt đối với mình. Thì đấy là một cái phần thưởng mà con cái đã đem lại cho cha mẹ. Hoặc là hơn nữa, khi mà có một lần tôi cũng là giáo viên, tôi đi đến Bản Đôn, vì là tôi làm cho ngành y, tôi đến Bản Đôn, và khi đến bệnh viện để liên hệ cho học sinh thực tập ở đấy, thì gặp một toán của các chiến sĩ công an, tức là những người mà tôi cũng không bao giờ nghĩ là mình có thể có những cái tình cảm đặc biệt như vậy. Thì xưa nay tôi cũng không muốn gặp gỡ công an. Thế nhưng mà sau một trong những người trong nhóm công an ấy, họ cũng nhận ra tôi, và họ cả một đoàn, trong đó có cả thủ trưởng của họ, họ đến cụng ly với tôi. Đấy là chính là những cái hạnh phúc mà các em sẽ có thể mang lại cho cha mẹ mình. Đấy là tôi chỉ dám chia sẻ, tôi chỉ muốn nói với các bạn đấy là một cái những cái nó vô giá và nó thật là đẹp đẽ trong cuộc đời này. Câu hỏi tiếp theo cho cô đó là: có một bạn ở giảng đường lầu 1 khu D tên là Nguyễn Văn Minh có câu hỏi như sau. Kính thưa cô, khi giáo sư Ngô Bảo Châu đã trở thành một người của công chúng thì đồng nghĩa như là một người con của thiên hạ. Vậy thì lúc đó cô không còn cái quyền sở hữu riêng về cái người con của mình nữa, thì cô nghĩ như thế nào? Dạ, thành thật mà nói thì đấy là một sự thật ạ. Nhiều khi tôi cũng đã trả lời với những người thân rằng là thiệt thòi nhiều lắm. Nhiều lúc tôi cũng mong muốn là tôi có Châu như là một người con bình thường những gia đình khác, chứ không phải có một người con mà lại trở nên nó rất là đặc biệt. Thì quả thật là đấy là một thiệt thòi. Vâng, có đấy ạ. Thưa cô, ở đây các bạn dành tình cảm rất là đặc biệt dành cho cô. Ở đây thì cũng còn thêm mấy câu hỏi như vậy này. Có một bạn này hỏi vấn đề nó không, hình như không liên quan lắm, nhưng mà bạn này cũng là một người rất là tinh tế. Bạn này hỏi rằng là: thưa cô, con thấy giáo sư Ngô Bảo Châu cũng là một người chưa già lắm, nhưng tại sao lại có nhiều tóc bạc như vậy? Vậy thì thưa cô, là một người mẹ, khi thấy tóc con mình bạc trước thì cô có suy nghĩ như thế nào? A Di Đà Phật. Dạ, cái này thì xin phép là được trả lời nó liên quan, không biết là nó có trực tiếp không. Thì cũng có rất là nhiều người cũng đã hỏi là hồi Châu còn nhỏ thì gia đình bố mẹ có phải ép Châu học nhiều không? Thì tôi cũng nói rằng là tôi thì có một cái may mắn là trong gia đình chúng tôi thì có một cái truyền thống là cái chuyện học là cái chuyện như là mình cần phải ăn, như là mình cần phải ngủ. Đối với tôi cũng vậy, và sau này là đối với Châu cũng vậy, và đối với các con Châu cũng như vậy. Khi mà Châu học nhiều khóa ấy, thì tôi lại chỉ lo cái chuyện sức khỏe thôi, và tôi lại ngăn cản cái chuyện học. Thứ hai là vì là với là một cái người phụ nữ, một người mẹ, cho nên nhiều khi là tôi cũng không mong muốn quá lớn. Và tôi nghĩ là khi phải học nhiều quá, cứ phải cố gắng để đạt cái ước mong của Châu ấy, thì tôi cũng rất lo cho sức khỏe. Cho nên là khi mà Châu mà phấn đấu để mà đạt được như ngày nay ấy, thì cái điều chia sẻ ấy nhiều khi Châu không chia sẻ với mẹ mà chia sẻ với người thân khác. Bởi vì Châu biết là tôi lo lắng nhiều về sức khỏe. Thế còn tóc bạc không thể so sánh chưa chuyện tóc bạc của Châu với tóc bạc của tôi. Bởi vì bình thường thì tóc bạc của tôi phải nhiều hơn rất nhiều ạ. Và... A Di Đà Phật. Và còn một câu hỏi cuối cùng cho cô. Một bạn tên là Trần Huyền Thảo Vi ở giảng đường khu A có hỏi như vậy. Thưa cô, là cháu được biết
gia đình của cô là một cái gia đình có truyền thống theo đạo Phật. Như vậy, cô đã ứng dụng lời Phật dạy như thế nào để dạy cho giáo sư? Xin nói thật là trong gia đình thì bà ngoại tôi, mẹ tôi thì cũng thờ Phật. Và tôi cũng chỉ hiểu Phật dạy chúng ta là phải làm việc thiện, không làm việc ác. Và chúng ta sống với nhau là giúp đỡ mọi người, làm được cái gì tốt cho mọi người thì chúng ta sẽ làm. Đấy là cái chung nhất. Và khi mà sống trong gia đình thì tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của con cái thì về cách sống, cách suy nghĩ thì nó như vậy. Hiện nay mà tôi cũng tham gia giảng dạy và chúng tôi cũng rất lo lắng về cái chuyện làm sao mà mình khơi dậy để cho học sinh cái lòng ham học và những cái ý thức, những cái suy nghĩ để mà trong cuộc sống nó là những điều tốt đẹp, nhất là đối với ngành y. Thì tôi rất tin và tôi cũng nói lại với các em học sinh của mình về cái luật nhân quả. Tức là mình sẽ làm những cái điều tốt để sau này mình cũng sẽ lại nhận được những cái điều tốt. A Di Đà Phật, xin cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là chân thành của Phó Giáo sư Tiến sĩ cô Trần Lưu Vân Hiền. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như từ đầu chương trình đến giờ thì các bạn chúng ta đã cùng gặp gỡ trò chuyện với giáo sư Ngô Bảo Châu, một người rất là tâm huyết về những vấn đề học tập và cũng là một người rất là tâm huyết muốn đưa nền giáo dục Việt Nam sánh cùng với thế giới. Và trong cái chương trình ngày hôm nay cũng có một người rất là tâm huyết, rất là tâm huyết đối với việc giáo dục tâm hồn, giáo dục đạo đức cho những người Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam và đặc biệt là cho tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay, đó chính là Thượng Tọa Trụ Trì Thích Chương Tính. Kính bạch Thượng Tọa, cùng chung trong cái công tác giáo dục và cùng với cái sự chia sẻ như của giáo sư hôm nay thì xin Thượng Tọa cũng xin chia sẻ một vài điều trong cái buổi tọa đàm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa giáo sư Ngô Bảo Châu. Kính thưa thân mẫu của giáo sư Ngô Bảo Châu. Kính thưa quý vị khách quý cùng các em thân mến. Hôm nay khóa tu mùa hè lần thứ 9 năm 2013 của chúng ta rất vinh dự được đón tiếp giáo sư Ngô Bảo Châu về chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình. Ban tổ chức rất cảm ơn sự hiện diện của giáo sư Ngô Bảo Châu hôm nay. Và sự hiện diện này được thân mẫu của giáo sư là cầu nối, cho nên hôm nay chúng ta mới vinh dự đón tiếp giáo sư Ngô Bảo Châu. Xin thay mặt cho ban tổ chức cũng như hơn 3.000 các em trong khóa tu mùa hè lần này, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của giáo sư.